Kính chào quý anh em yêu mến bộ môn đồ xưa. Hôm nay em Huy đến lên Tây Nguyên xin giao lưu cả nhà những cái món đồ xưa đỡ đề co trong group nhỏ gia đình, hoặc là đề co quán cà phê, hoặc là một cái khu vui chơi nào đó để giao lưu giá sinh viên cùng cả nhà. Bốn món giá chỉ 1,6 triệu bao ship tận nơi cả nhà. Mình xin review cận cảnh. Cái món đầu tiên là món sâm lâm trong miền này đó. Món thứ hai chế dạng chân voi này, hai ăn nhập. Mình xin review cận cảnh cả nhà. Cái món thứ ba là món xà cừ các bạn. Món thứ tư là cái ấm. Mình xin phép review cận cảnh. Bốn món giá chỉ 1,6 triệu thôi, bao ship mọi miền Tổ quốc. Anh chị em nào mà có nhu cầu làm đề co hoặc là làm sân vườn thì alo cho mình. Mình xin review cận cảnh. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Em Huy xin review món thứ nhất này cả nhà. Thiết kế rất là đẹp, nặng lắm luôn. Hình dáng là bao đẹp cấp cho cả nhà. Đây này, men khỏe này, men rất là khỏe. Đây cả nhà, men rất là khỏe, ai trô rồi cả nhà ơi. Cao tầm 30 cả nhà. Đó, bốn món giá sinh viên chỉ là 1,4 triệu thôi. Đây, món thứ nhất này, đó tuyệt vời, làm đề co là miễn bằng. Đây trôn này cả nhà, men này rất là khỏe, có hàng ngập. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình xin review món thứ hai. Món thứ hai em xin giới thiệu cả nhà mình là sâm lâm huy thủy nha cả nhà. Bốn món là 1,6 triệu, giá quá dễ luôn, không ở đâu rẻ được ở đây nè, nên là tuyệt vời luôn. Hàng đề co là miễn bàn miễn chê, mình thì cũng không có quan trọng gì cái chuyện đẳng cấp đâu cả nhà. Mình đam mê, kết nối đam mê, giao lưu cả nhà là được. Đó là mua người chán bán người cần. Mình những cái đồ này mình cũng nhiều, là cũng chia sẻ đam mê với các anh em một chút. Đây, tình trạng ở đây. Còn thì mình sẽ review cụ thể hơn. Đó, giá là chỉ có thùng bia hay gọi là thôi. Mình sẽ review món thứ ba này cả nhà. Món thứ ba cả nhà, đó là một ấm trà. Ấm trà chắc là hàng xưa rồi đó. Đây, ở với tóc nè, mình thấy đẹp là mình sưu tầm về thôi. Giá ve chai mình sưu tầm về. Mình nét đẹp không phải ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nét đẹp nằm ở đôi mắt kỹ sứ tình nha cả nhà. Mình hợp nhãn, mình thấy hợp nhãn vừa túi tiền thì mình giao lưu thôi. Kính mời cả nhà đến món thứ tư, tuyệt đẹp. Rồi mình xin mời cả nhà ngắm được món thứ tư này. Đây, cổng xa cừ nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Hàng này là bao đẹp, bao thần thái luôn này. Rồi cả nhà là review cận cảnh cho cả nhà xem nó đẹp như thế nào. Đó, đẹp như hoa duyên ngọc này cả nhà. Đây, cái công nó làm là cả nhà biết là như thế nào rồi. Công đục rồi công điêu khắc. Đó, tình trạng này phi âm bắt thân cổ nha cả nhà. Đó, tình trạng mình mô tả đúng tình trạng thôi. Bốn món giao lưu cả nhà 1,6 triệu, bao ship mọi miền Tổ quốc luôn. Đó, giao lưu cả nhà. Cả nhà mình cần quán cà phê cổ xưa, đường danh lợi lanh quanh khắp nẻo, trốn thanh bình tìm lại ký ức xưa. Đó, nó gợi lại một cái thời đã qua. Ai cũng mong muốn là mình tìm lại một cái ký ức thời nào. Thời gian như chó chạy, nhanh lắm như bóng câu qua cửa sổ, phút chốc đã già nua. Nên là thời gian không bao giờ chờ đợi ai hết cả nhà ơi. Thôi, mở cái live stream này, chúc cả nhà mình tìm lại được những cái ký ức ngày xưa thở năm nào, để mà làm một ghép nhỏ yêu thương. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại.